Chú anh chị đã đến với kênh của Thành Lợi TV. Thì tiếp theo đây, Lợi xin thông báo cho quý cô chú anh chị và các bạn một cái thông tin của chị Giao và gã chồng của Phu này. Thì theo được thông tin từ người anh ở Hải Dương, thì cái gã đàn ông này đã bị cơ quan mời lên làm việc từ hồi sáng rồi cả nhà, nhưng tới tận bây giờ thì vẫn chưa được thả ra. Thì cái cuộc trò chuyện này như sau, thì cả nhà cùng theo Lợi để lắng nghe cuộc trò chuyện này nghe cả nhà. Tâm ơi, thì hiện tại bây giờ là anh đang trực tiếp ở nhà của Lưng á, thì em mới nghe thông tin là Lưng là đã lên công an rồi đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Đã lên hồi nào vậy anh? Mình ra 2-3 ngày rồi mà nó lên từ sáng nay 7-8 giờ sáng là công an lên làm việc với công an mà bây giờ vẫn chưa về nhé. Dạ. Đây là cái sự việc là được chính cha mẹ của Luân xác nhận trên cái đường live của chị Hồng Bí Ngô á. Thì anh em biết là anh em đang điện để hỏi thăm thông tin trong video, nhưng mà nó là sự thật, mình không phải giấu đố gì cả, mình thì chỉ biết đâu mà mình nói vậy thôi, còn hy vọng là cơ quan chức năng sẽ khởi tố nó nhá. Rồi cảm ơn anh nhé. Đến thời điểm hiện tại thì nó chưa về và mình cũng mong là nó không về nữa. Em cũng mong như vậy anh ơi. Okay. Mà kể cả cộng đồng cũng mong vậy. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Rồi, giữ sức khỏe nha anh, để coi chừng còn đồng bọn nó ngoài á. Ok. Có một cái người anh cũng ở Hải Dương có từng đến nhà của gã đàn ông này nhưng không tìm thấy cái gã đàn ông Lưng, nên anh có đôi lời gửi đến cái tên Lưng này cũng như gửi đến gia đình của anh. Thì cái cuộc trò chuyện nó như sau, thì cả nhà cùng theo mình để lắng nghe cái cuộc trò chuyện này nha. Cũng vào trong đấy rồi em ạ. Dạ. Tối qua bọn anh cũng có sang bên chỗ nhà luôn. Dạ. Là tất cả anh em ở ngoài này là cũng qua cái vấn đề mà bức xúc thì cũng bức xúc. Được chưa? Dạ. Nhưng anh nghĩ là các ông già rồi. Dạ. Và vào trong ấy thì nói chung là kể cả như thì cũng có điều ra điều vào, thấy chưa? Dạ. Anh ngồi em xem live ấy thì anh cũng thấy khổ thân ông già. Dạ đúng rồi, em thấy tội anh. Dạ. Bọn anh đến nhà ông bà hiền lắm. Dạ. Dạ dạ. Tối qua bọn anh cũng từ mãi Hải Phòng xuống dưới là nội xuống dưới đấy vào thì cũng không có nó ở nhà mà các cháu thì ngủ. Dạ. Thế anh có gặp bà... Lưng không? Anh không chứ, nếu mà gặp thì đã ra chuyện, gặp thì hôm qua đã ra chuyện. Dạ. Thế bọn anh về bảo hôm nay xuống thì hôm nay lại nhìn thấy ông này đang ngồi ở đây thì anh nghĩ là nhiều khi là cũng tội cho ông ở ngoài này. Thế bọn anh bảo nói câu trước câu sau thì ông ấy cũng đã nhận ông nói lắm. Dạ. Nói chung là con dại cái mang. Dạ đúng rồi, dạ em thấy tội ông bác tự ngoại vô đây mà. Trời ơi nó làm mà giờ cha phải vô đây nghe người ta nói cũng tội lắm chứ. Đúng rồi, ông ấy cũng nhiệt tình, ông ấy bay vào trong đó nhưng mà anh nhìn cũng tội cho ông ấy, nhưng mà cái tội này thì tất cả là thằng Luân nó là phải gánh hết em ạ. Dạ đúng rồi. Em cứ yên tâm một cái là ở ngoài này bọn anh cũng nhiệt tình về cái chuyện này lắm. Dạ. Đấy, anh ở phòng anh xuống mà giờ anh đang ngoài thành phố Hải Dương mà chỗ của con dao này mấy thằng Luân này là trọ đây này. Dạ. Anh đang tìm hiểu xem là trọ bao nhiêu thời gian, xem về nhà bao nhiêu thời gian đây này. Dạ. Thì ở cái chỗ trọ là cái con dao này mới này là ngày trọ của là thằng này nó có vấn đề về tâm lý, bộ dạng có cái vấn đề gì về tâm lý mà như thế cả, mà con dao này nó cũng dại quá cơ. Dạ. Đánh như thế mà ấy, đập mẹ cửa mà xông ra chứ chết làm sao được. Dạ. Người nọ người kia chứ. Bởi vậy, dạ bởi vậy người ta cũng nói sao mà không tuôn chạy thì chị Giao bả nói lần này nó đe dọa. Nó đòi xuống nhà nè, quăng lựu đạn rồi chích chị ke gì ông bà nè, cho nên là chị Giao chỉ sợ. Đàn bà khổ thế đấy. Nó. Dạ, mình có vợ mình thương không hết anh ơi, gặp có bầu nữa mà. Tối hôm qua bọn anh đến nhà ông già đây thì hàng xóm đang giềng thì người ta cũng nói là ông bà đây hiền lành lắm mà có biết con dao mà con dao ra làm sao đâu, đến tám nhà người ta còn không biết đấy. Dạ. Không biết con này. Dạ. Thế đơn giản là nên bọn em ở trong ấy, cái yên tâm ấy, hôm qua anh bảo là thằng dao vẫn ở trong đấy mà ở ngoài này thì
tối hôm qua hỏi dân làng thì thằng lại bảo là thằng này ở ngoài này, bọn này không biết đường nào mà lên kìa. Dạ. Hồi nãy thì cha của thằng Lưng nó là nó còn nhà đang giữ con á. Dạ. Thêm như chắc là không có đâu ông già nói. Đúng rồi, chắc ông nói vậy chắc chứ trời chắc nó lẫn ở đâu rồi chứ dễ gì dám nhà. Ờ, tối hôm qua bọn anh sao không có này, sáng nay bọn anh qua này giờ lên Hải Dương. Dạ, dạ. Để xem là cái chỗ trọ nói về thằng này thế nào này. Dạ. Còn anh thấy về làng ông này thì nói ở gia đình ông này cũng hiền lành lắm. Dạ. Không có gì, ông bà cũng tử tế là nuôi mấy đứa cháu con thằng này này. Dạ. Con dao này xong con vợ trước là mấy vợ cơ. Đúng rồi, nó đúng rồi. Bốn vợ. Chín đứa con mà. Ờ, thế mà giờ là khổ ông bà này mới bảo là có tiền cho cháu như cái cỡ này là đâu ra, đồng hưu ba cọc ba đồng ấy thì móc đâu ra. Dạ. Yeah. Đúng không? Nuôi được cháu là khá rồi, còn cái loại kia thì ăn xong mới chơi chứ. Nó gấu mèo gì đâu, tưởng là đầu tiên anh xem anh nghĩ là nó là gấu mèo gì chứ, đến hỏi là nó vô công thất nghiệp thôi mà trước là cái thằng giết thịt lợn. Dạ. Ừ. Đấy. Thế là gặp con này, chắc là cũng chẳng biết là lý lịch như thế nào, cứ thấy cái mã như thế là bật vào. Dạ, bởi vậy mà tại vì anh biết sao không, là cái cha ruột của chị Châu nói nè, Lưng nó vô đây nhiều lần rồi, ổng thấy hiền, không có nhậu nhẹt, hút thuốc, hiền lành, nói chuyện rồi rất là đàng hoàng, thì ổng mới nghĩ là con Dao nó gặp chúng này chắc cũng được, cũng hạnh phúc rồi, ai ngờ rước về ngoài nó lại vậy đâu. Ừ. Chứ còn ở ngoài này em cứ yên tâm, nếu mà tìm được thì chắc nó đến pháp luật thì nó chỉ còn nửa mạng. Dạ. Anh em bức xúc lắm. Dạ dạ. Nhìn cái mặt con Dao, mặt mũi người ngợm như này trông nó không phải con người. Dạ, em nói với anh chứ bây giờ cho nó có là gì nữa thì vợ nó hoặc phụ nữ nó cũng nên xuống tay vậy, cho dù chị Dao bà có lỗi gì chăng nữa. Nó cũng không được mà làm, trời ơi em thấy không còn gì chính mình ấy anh ơi. Ờ, nên là mà hôm qua nghe thấy bọn em bảo là cái thằng Luân này nó ở trong đó, mình bảo là thế mà anh em ấy cần thế này, hôm qua anh đã định gọi cho em rồi. Dạ. Họ cố gắng mà bắt được nó trong đấy thì đẹp hơn ở ngoài này. Dạ. Ừ. Bắt được nó trong đấy còn hay hơn ngoài này nhiều. Dạ. Ừ, nó dễ xử nó hơn, còn đến với pháp luật thì nó còn nửa mạng thôi cũng được. Dạ. Dạ. Ừ. Có tội là tội ba của thằng Lưng đây nè, trời ông đúng rồi anh xem, anh nhìn đấy đây, anh vẫn là đang xem đây. Dạ. Nhìn đấy cái tội ông sao ông hiền lành thôi thì con thì cái thôi. Em nghĩ là ba của thằng Lưng này coi như bất lực rồi anh ơi, dạy không được rồi. Đúng nó, rồi. Nó ông, không nghe. Dạ. Ông đã báo xã báo huyện rồi mà. Dạ. Vớ vẩn nó thịt ông ấy chứ nè. Dạ, mà nãy mới nói là bữa nó có thịt ổng rồi. Ờ. Thế nên là cũng nói chung là cũng có trách nhưng nó cũng không đáng trách lắm. Đúng dạ, không? Dạ, đúng rồi. Chứ còn bé Dao bảo là mọi người bảo sao ông không cho tiền bé để bé về. Chứ nói thật nên là hai cái bạn già như thế, người bao thì đưa cháu tiền đâu ra em. Dạ. Đúng không? Dạ. Đấy, thế nên là nó cũng khó mà không biết kiếm đâu được mấy triệu vào mà đưa đấy, chứ tối hôm qua vào là thấy bọn nó khó khăn lắm. Dạ dạ. Ừ. Thế này em bây giờ vẫn còn đang ở chỗ này đấy hả? Dạ em cũng đang ở nhà chị Giao nè anh. À, dạ vừa mới làm việc xong mà hai cha con của thằng Lưng mới về. Ông về chưa? Dạ mới về anh. Thì cũng tội ông ấy. Dạ tội. Thôi các bà các mẹ kia thì bực lên thì nói đúng không? Dạ. Đấy, còn anh em ví dụ như này thì cũng đồng cảm, còn cái chuyện thằng Luân nó làm nó chịu. Dạ đúng rồi Luân làm chịu. Hôm qua mà vô được thằng Luân, anh nghĩ bộ hôm qua vô được thằng Luân thì ngon, bọn anh ở bên này phòng sang bên chỗ Kim Thành đấy thì cũng không gặp nó. Dạ. Ông già đầu tiên nói nặng câu như thấy ông già ra bởi các cháu đang ngủ, mình vợ chồng ông nghĩ khổ thân. Dạ. Vòng sang chỗ chị gái nó. Dạ. Thế em làm việc đi nhé, lúc nào. Dạ. Dạ rồi, dạ khi nào mà em có ra ngoài thì em alo anh ha. Tại okay. Vì dạ, ít bữa nữa là em cũng đi với chị Giao ra ngoài đặng đưa mấy bé nó về với làm việc xã mời đó. Ok. Dạ rồi. Em, dạ dạ. Em cứ ra sân bay em điện anh. Dạ rồi, dạ dạ. Ok anh. Dạ dạ. Anh là Hùng.
Dạ, dạ.